cô bác hai họ, bên nội bên ngoại, bên chồng bên vợ, bên cô bên gì nha, bên Mỹ với bên Việt Nam. Làm ơn Nhiên á, là một con nhỏ nhà quê, nhà quê không có biết gì chính trị chính anh chính em hết á, nhưng mà Nhiên á, sống dưới đó, chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam, và Nhiên đang sống trên đất nước Việt Nam của ông bà của Nhiên, đánh giặc ngoại bang để mà gìn giữ cái đất nước được bình yên. Thì Nhiên rất là sao, ở trên đất nước Việt Nam Nhiên rất là hãnh diện, tại sao nhờ ông bà đánh gì được giặc được, ông bà đã hy sinh cái mạng sống để mà đánh đuổi giặc ngoại bang, để mà để cho Nhiên được cuộc sống bình yên, rồi Nhiên có cuộc sống là yên bình, rồi là mua bán như thế này, cho nên Nhiên được ở nhà cao cửa rộng, rồi cho nên Nhiên được có tiền, Nhiên được xinh đẹp, rồi Nhiên được xinh đẹp đẻ con ngoan, rồi cho nên Nhiên được cái thông minh tí xíu nữa. Nhiên cũng cảm ơn các ông các bà, cho nên là bây giờ mà ai mà xuyên tạc đất nước, bất cứ không biết người đó là người già hay người, bất cứ người già người trẻ mà xuyên tạc đất nước là Nhiên bụp, Nhiên chơi thẳng Nhiên bụp hết. Ai dù ông đó 100 tuổi giờ cũng được, nó mà xuyên tạc đất nước mà chửi chế độ, chửi Bác Hồ hả, là Nhiên kêu những cái thằng mà xuyên tạc đó già 90 tuổi hả, là Nhiên kêu bằng thằng hết. Xin nào mà thằng già, con già nào 70 80 tuổi mà xuyên tạc xúc phạm hình ảnh Bác Hồ, xuyên tạc xúc phạm hình ảnh của ông cha mình hả, là Nhiên kêu bằng thằng, bằng cái con mắc dạy, không có gì chân, tại nó là giặc là phải gọi nó bằng con bằng thằng, mình không có nể, không có nang, không có kính trọng gì chân. Ủa nó đâu kính trọng ông bà đâu, mà ông bà mình đâu, mắc gì mình phải đi kính trọng nó, mình phải lễ phép, mình nói chuyện đàng hoàng với nó, mình phải chửi, mình kêu già 90 tuổi kêu bằng thằng, còn 70 80 tuổi kêu bằng con. Tại sao nó đâu có tôn trọng hình ảnh ảnh ông bà mình đâu. Ông bà mình đã hy sinh cái mạng sống để mà giữ gìn cái đất nước này, mà nó xúc phạm hình ảnh ông bà mình, thì mình chửi những cái lũ mà nó xuyên tạc thì kêu bằng thằng bằng con là chuyện bình thường, chửi gì còn nhẹ đó. Thấy có bài đăng nữ thần tự do cháy tanh bành té bẹ đấy, đất nước của bao que xỏ lá đó. Thì Nhiên quay lại câu chuyện nè anh chị, hiện nay giờ nước Mỹ á, là bạo loạn nè người dân nha. Đấy, nước Mỹ công nhận anh chị, nước Mỹ giàu có nè ha, nước Mỹ vĩ đại nè ha, nước Mỹ là văn minh nhất thế giới nha. Nhưng mà người Mỹ sao cũng mạnh nhất thế giới luôn đó anh chị thấy không, sống một cái đất nước mà đa đảng tự do đó anh chị thấy không, một ông tổng thống nói đâu có nghe, tổng thống là tổng thống mà của một đất nước đó mà quyền lực đó, mà nói dân đâu có nghe, cái nước nó banh chành như vậy á. Chứ nước mà đất nước như một đảng như đất nước Việt Nam thì cái đất nước của Mỹ không bao giờ có nhiễm là 1.800.000 người nhiễm ca con COVID-19. Cái nước Mỹ mà đừng có đa đảng, một đảng như nước Việt Nam thì không có chết. Cái số ca tử vong lên tới là 104.000 người chết vì con COVID-19. Đấy, đấy là để cho các anh chị nào mà ở trong nước mà nghe theo cái bọn bao que xọ lá đòi tự do đa đảng thì nhìn vào cái nước Mỹ hiện nay. Đây là một cái tờ báo của Việt Nam của chúng ta là như thế này nè anh chị. Tổng thống Trump bị đe dọa nè, dùng quân đội đối phó bạo lực ở Minnesota. Đe dọa hôi của bắt đầu thì súng sẽ nổ đó ha. Đấy, bạo lực ở nước Mỹ đó ha, đi cướp bóc đó ha, đó bắt đầu á, đứa nào mà cướp đứa nào chơi bom xăng đi, bắt đầu là gì, cảnh sát Mỹ á hả, cảnh sát Mỹ bắn luôn, không có nói như kiểu mà mày alo alo buông súng, không phải như là hiền như cảnh sát Việt Nam đâu, không phải hiền như công an Việt Nam đâu. À, công an Việt Nam á, thì tay không tấc sắt, đi lợ á, kêu á, đầu hàng, kêu lợ mà để mình không chế mình đem về. Còn nước Mỹ ha, mà kêu mày giơ tay đầu hàng, mày không đầu hàng là làm cái súng cái bùm. Hồi chiều đó Nhiên có cắt một cái clip nó đưa lên đó anh chị thấy chưa, cái gì Nhiên cũng đưa cái chứng cứ, đưa cái sự thật lên, mình nói chuyện với cô bác anh chị em mình phải đưa cái sự thật,
mình đừng nói dóc nói láo. Tôi không thể đứng yên và chứng kiến điều này xảy ra với một thành phố vĩ đại của nước Mỹ, Minnesota, thiếu hoàn toàn sự lãnh đạo hoặc thị trưởng, cực tả, yếu đuối, chỉnh đốn lại mình và kiểm soát thành phố, hoặc tôi sẽ gửi vệ binh qua và xử lý đúng cách. Tổng thống Donald Trump đăng thông điệp trên trên tây web rạng sáng ngày 29 tháng 6 là trên trang báo anh chị. Nhà lãnh đạo Mỹ phản ứng trước tình hình biểu tình leo thang bạo lực bùng phát sau cái chết của một người gốc Phi tử vong sau khi bị cảnh sát thành phố. Anh chị có thấy cái hình mà của Nhiên mà đăng là một người cảnh sát da trắng đúng không, lấy cái gói á, lấy cái gói mà trắng lên cái cổ của một cái người gốc Phi mà da đen, anh chị thấy không? Đấy, có bao nhiêu thôi mà là cái người da đen ở bển và kéo nhau là cái người đàn ông đó, là cái người cảnh sát trắng cổ lên cái người đàn đàn ông mà da màu da đen đó, mà cái là tới tử vong luôn. Đấy, là cho nên cái người da màu bên đó với cảnh sát Mỹ hiện nay và cái tiểu bang Minnesota này mới bạo loạn lên như chị anh chị. Mới làm bơm xăng, bức xúc quá mới làm bơm xăng, rồi là dùng vũ khí rồi để mà tấn công lại cảnh sát đó anh chị. Tử vong khi cảnh sát thành phố chẹt đầu gói lên cổ trong nhiều phút, dù ông đã cầu xin rằng mình không thở được. Đấy, sao mấy cái này sao không nghe mấy thằng xỏ lá nói gì trơn vậy anh chị? Sao mấy thằng này không nghe mấy thằng xỏ lá nó lên trên mạng nó đòi nó hồi đó giờ anh chị có nghe mấy thằng xỏ lá mà nó lên trên mạng, mấy thằng xỏ lá mà xỏ lá lưu vong bao que xỏ lá đó anh chị, mấy thằng ba sọc đó anh chị, anh chị nó có nghe nó lên đòi quyền con người đó nó không anh chị? Nó ở Mỹ mà nó chỏ mỏ về Việt Nam nó đòi quyền con người ở trong nước Việt Nam. Ủa, mình trong nước Việt Nam mà mình làm con người chứ đâu phải mình làm con gì đâu. Vậy mà cái bọn ba que xỏ lá ở lưu vong ở tiểu bang Cali đó anh chị, cái bọn mà cầm cái dễ dàng ba sọc đó anh chị, buông ra nó chỏ mỏ về Việt Nam nó đòi quyền con người. Sao mà cái vụ mà cái người cảnh sát Mỹ trắng này mà trắng cái gói lên cái cổ của người da đen này, mà trong khi cái người đàn ông da đen này á, là kêu buông ra đi, ông ta rất là khó thở, nhưng mà cái người cảnh sát da đen này vẫn lấy cái cổ trắng lên cái lấy cái gói trắng lên cái cổ của người da đen này tới khi mà ông ta không còn thở được nữa. Vậy sao cái bọn ba que xỏ lá đó anh chị, nó không lên như bọn ba que xỏ lá như con Trang Lê nè, rồi thằng Tân Thái Bên Nê Chương đòi quyền con người ta, mà trong khi cái nước Mỹ á nha rất là kỳ thị da màu anh chị. Anh chị là người châu Á đúng không, là người châu Phi đúng không, cái người Mỹ, người gốc Mỹ mà da trắng, nhưng mà cái bọn ba que xỏ lá tại tiểu bang Cali nó không biết đòi quyền con người. Đấy, như cái người mà người châu Phi này bị cảnh sát Mỹ mà trắng cái gói lên gần cổ nè, mà la đến khi mà tử vong đó, sao mà tụi nó không đòi quyền con người, tụi nó sao không đi biểu kéo biểu tình anh chị? À, trong khi cái cuộc bạo loạn ở Minnesota gì đó, sao không không thấy nó đi bạo loạn anh chị, để cho những người mà da đen quậy phá không vậy? Người da đen ta đòi quyền con người đó, còn cái bọn mà ba que xỏ lá nó cũng đầu đâu gì anh chị? Đúng là cái bọn ba sọc này nó vô tổ quốc anh chị, nó không có tổ quốc. Ở nước Mỹ nó cũng ở đậu, nó không tổ quốc nữa. Nó về Việt Nam nó chống phá, nó cũng phải là quốc tịch Việt Nam nữa. Cho nên cái lũ này nó hèn anh chị, lũ này nó hèn lắm. Sự bức xúc trước hành động được cho là lạm dụng vũ lực của cảnh sát da trắng đã châm ngòi một làn sóng biểu tình tại thành phố lớn bang Minnesota. Người biểu tình đã đập vỡ cửa, xâm nhập và phóng hỏa một đồn cảnh sát thành phố tối ngày 28 tháng 5. Kinh chưa? Đấy, đất nước của Mỹ đó, đất nước Mỹ là vĩ đại, đất nước đa đảng nó là phải như vậy đó. Cho nên cái bọn ba que này nó xón trong quần anh chị. Nó không nhà dạy chợ, nó ở tiểu bang Cali chứ nó đâu dám.
rồi đâu dám lên tiếng ba cái vụ này. Dám đi mấy 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 thằng da màu, mấy thằng da đen ở bển nó đập cho mà dở mỏ. Căng thẳng gia tăng sau khi tổng thống đốc bang Minnesota điều động lực lượng vệ binh quốc gia thuộc bang của ông gì ông quát, nó quát VALZ là quát đúng không anh chị, nói ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa nhưng không đồng ý với thiệt hại gây ra do cuộc biểu tình đó anh chị. Cái nước đa đảng đó anh chị, cái nước đa đảng đó, cái tiểu bang này mà cái ông thống đốc bang Minnesota này nè, điều động lực lượng vệ binh quốc gia thuộc bang của ông quá biểu tình mà đi ủng hộ cho nên bạo loạn, đúng rồi, nước đảng này tới đảng kia. Sao không thấy cơm vậy anh chị? Chị đứng màn hình vậy chị. Những kẻ lưu manh này đang bôi nhọ hình ảnh của cái ông mà bị của ông gì ông reo, và tôi sẽ không thợ để nó diễn ra. Vừa nói chuyện với thống đốc Watt và nói với ông ấy rằng quân đội sẽ sát cánh cùng đến cùng, bất kể khó khăn chúng ta sẽ khôi phục kiểm soát khi hôi của bắt đầu súng sẽ nổ. Cảm ơn Tổng thống Trump đưa ra lời cảnh báo trong đăng tải thứ hai trên trang báo. Thư ký báo chí Nhà Trắng ngày 28 tháng 5 cho biết Tổng thống Trump đã xem qua video vụ việc. Phía Nhà Trắng cho biết ông Trump rất buồn sau khi xem xong. Bà gì đó, bà nói Tổng thống Trump muốn công lý được đưa tin. Đấy anh chị, đây là một cái cho nên cái cuộc biểu tình ngày 27 tháng 5 vừa qua, cái vụ mà người đàn ông da màu bị cảnh sát mà trắng cái gói đó anh chị, mà tới tử vong, cho nên là mới xảy ra cái cuộc bạo loạn đó. Rồi tiếp theo Nhiên đưa thêm một tin nữa. Đó. Nhưng đưa thêm một tin nữa cho anh chị biết, hiện nay giờ á tại quận Cam là California đó anh chị, nước Mỹ đó anh chị, có 3.179.950 người dân, nhưng mà cái số nhiễm á, cái số nhiễm, cái số mà cái quận Cam, cái số người á, người dân đó nha, là 950 dân. Mà trong cái số đó là ca nhiễm anh chị biết nhiêu chưa? 5.778 người nhiễm, khi mà anh chị biết số chết là nhiêu không? 1.995 người. 1.995 người đã phục hồi một, còn mà số mà người trong tình trạng nguy kịch là 106 người. Còn mà người tử vong là 131 người tử vong. Đó là tại tiểu bang Cali nha anh chị. Tiểu bang Cali giờ là có 131 người chết về con Covid-19 nha anh chị. Rất là nhiều tin. Rồi tin này nữa nè anh chị, tin tổng hợp nè, người Mỹ gốc Á bị đe dọa và kỳ thị nè. Một cộng đồng ở khu phía đông Vịnh San Francisco tại California hiện đang xôn xao khi có một loại các bức thư với lời lẽ kỳ thị chủng tộc nhắm vào người Mỹ gốc Á, châu, đe dọa cả phụ nữ trẻ em, được tìm thấy dán trên cửa của các nhà như cũng như ở trong khu khu công viên địa phương. Đấy anh chị,
Vậy mà cái bọn bao que xỏ lá không thấy đứa nào mà nó lên nó là nó kéo biểu tình để nó chống lại những người đó. Dù mình á là ở bất cứ mình ở nơi đâu, mình ở nước nào, mình là cũng là người Việt Nam đúng không anh chị? Nhưng mà quốc tịch là người Mỹ, nhưng mà cái bọn Mỹ, cái người người Mỹ rất là kỳ thị cái người da màu.